Rồi bán cái nguồn tổ ong 12V 30A nha. Cái này là tất cả là còn nguyên zin, chưa sửa chữa. Sẽ test trước khi gửi hàng đi ha. Cái này thì có hai loại, một loại là quạt còn chạy, một loại hư quạt nha. Ở đây không sửa chữa, hư quạt là để hư quạt luôn nha. Bây giờ test thử cho xem nha. Thì đang thử cái này là quạt còn đang chạy nha. Sẽ test cái motor 7.5 nè. Đó, em nó test motor 7.5 nè. Đó, motor 7.5 chạy là motor này trên 10A nó mới chạy. Đó, trước khi đi thì sẽ test theo kiểu này đó. Motor chạy đó, thấy tiếng motor đang chạy đó. Đó, motor đang chạy đó. Đó, anh test motor 7.5. Rồi. Rồi rút điện. Này cả hai cái là ví dụ như còn quạt hay là chớp quạt gì là nó cũng chạy vậy nha. Nhưng mà chớp quạt thì bán rẻ hơn. Rồi rút đi. Rồi cảm ơn nhiều nha.